Thành. Chào mừng quý vị đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Trong chương mục Chuyện lạ quanh ta hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Bưởi Tài Lộc độc lạ giá tiền triệu vẫn cháy hàng cận Tết Nguyên đán. Bưởi Tài Lộc là loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả ngày Tết. Đây cũng là món quà ý nghĩa tượng trưng cho sự tài lộc, sung túc và may mắn trường thọ. Không còn là những quả bưởi với hình dáng thường thấy, Tết Nguyên đán năm nay có những quả bưởi được định hình thành những thỏi vàng, hồ lô và in chữ nổi tài lộc gây sốt trên thị trường vào dịp này. Mặc dù mỗi cặp bưởi giá lên đến hàng triệu đồng nhưng vẫn thu hút nhiều người đặt hàng từ khá lâu. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Bưởi Tài Lộc độc lạ giá tiền triệu vẫn cháy hàng cận Tết Nguyên đán. Năm 2014, khi đang làm việc tại một công ty đánh giá dự án tại Hà Nội, anh Trịnh Văn Anh, 31 tuổi, quê Thiệu Hóa, Thanh Hóa, đã may mắn tiếp cận tài liệu trong một nghiên cứu về trái cây, đặc biệt trái cây phát triển theo hướng độc lạ. Anh chia sẻ rằng, khi tiếp cận được tài liệu trên, tôi đã rất hứng thú và nhìn thấy tiềm năng phát triển cùng những loại trái cây định hình này. Ngay lập tức tôi mày mò nghiên cứu về kỹ thuật trồng và chăm sóc. Tuy nhiên, để trồng thành công loại quả này không hề đơn giản. Nắm được những kỹ thuật trên là chưa đủ, anh Trịnh Văn Anh quyết định nam tiến học hỏi từ những cha đẻ của loại quả này. Khi vào Nam, tôi tự tìm đến nhà và xin chia sẻ kinh nghiệm từ những người đã thực hiện thành công. Không có địa chỉ cụ thể, số điện thoại cũng không, hỏi han mọi người rồi cũng tìm đến. Tôi thấy mình may mắn khi gặp được ông Ba Thành, Võ Trung Thành, cha đẻ của bưởi định hình tại Hậu Giang, được ông và các thành viên trong câu lạc bộ chia sẻ kinh nghiệm cho. 3 năm qua, sự tích lũy kiến thức và trải nghiệm thực tế tại các vườn bưởi đến tháng 4 2018, người con Thanh Hóa bắt đầu triển khai kế hoạch. Ở đây, hình thức sản xuất và liên kết với các nhà vườn, quả được định hình lúc nhỏ và ký hợp đồng với nhà vườn. Đến thời điểm này, đây là những vườn bưởi định hình đầu tiên tại mảnh đất Thanh Hóa. Thời gian đầu, những trở ngại về thời tiết thất thường, nắng nóng và hay mưa bão đã cản trở việc định hình quả bưởi rất nhiều. Hơn nữa, tại một vườn bưởi, không phải bất kỳ quả bưởi nào cũng có thể tạo hình. Chia sẻ về vấn đề này, anh Trịnh Văn Anh cho biết, mấu chốt trong định hình bưởi là lựa chọn dòng quả và chọn quả để làm. Quả được lựa chọn thường là quả cành đơn, hình thức đẹp. Tiếp theo, quan trọng không kém là bảo vệ quả để quả không bị cháy nắng, rụng sau khi định hình. Hiện nay, anh Văn Anh đã có 5 sản phẩm bưởi định hình, gồm bưởi Tài Lộc được định hình trên bưởi Diễn ở xã Yên Ninh, bưởi Thư Pháp Tài Lộc được định hình trên bưởi Luận Văn, bưởi Đỏ Tiếng Vua tại Thọ Sơn. Bưởi hồ lô Tài Lộc được định hình trên bưởi Diễn, đặc biệt anh còn có sản phẩm bưởi hồ lô thỏi vàng và bưởi định hình thỏi vàng. Thật không ngờ, dù là lần đầu tiên áp dụng làm bưởi định hình ở miền Bắc, nhưng kết quả thành công ngoài sức tưởng tượng. Số lượng khoảng 4.000 tại các vườn, trong đó có vườn ở Thanh Hóa có 3.000 sản phẩm và tại Vĩnh Long có 1.000 sản phẩm. Hiện tại, các vườn tại Thanh Hóa và Vĩnh Long đã có rất nhiều đơn vị đặt mua bưởi định hình với số lượng lớn. Sản phẩm đã tiêu thụ hết 80%, giá bán từ 600.000 đồng tới 1.400.000 đồng một cặp. Anh chia sẻ rằng, nhận thấy nhu cầu người tiêu dùng về giống bưởi độc lạ ngày càng nhiều và hiện nay cung cấp chưa đủ đáp ứng yêu cầu, nên thời gian tới tôi sẽ mở rộng việc liên kết nhằm tăng sản lượng bưởi định hình để cung ứng nhiều hơn cho thị trường và đăng ký thương hiệu cho những đứa con của mình. Việt Nam vinh dự sở hữu 3 trong 10 loại quả hiếm nhất thế giới. Thưa quý vị, trong danh sách 10 loại trái cây được bình chọn là ngon và hiếm nhất thế giới, thì có tới 5 loại quả xuất hiện ở Việt Nam, nhưng trong đó có 3 loại quả có nguồn gốc từ vùng Đông Nam Á và được trồng ở nước ta từ lâu đời. Ở vị trí thứ 10 đó là Cupuaçu. Cupuaçu hay có tên khoa học là Theobroma Grandiflorum, được tìm thấy chủ yếu trong rừng nhiệt đới hoang dã Amazon. Ngoài ra, thứ quả này cũng được trồng ở Peru. Cupuaçu có kích thước bằng một quả dưa hấu nhỏ, vỏ khá dày, khi chín, ruột quả có màu vàng, gần như màu muối mít chín, thơm vị cacao. Chính vì mùi thơm đặc trưng này, người Brazil thường dùng cupuaçu trong sản xuất sô-cô-la. Cupuaçu là loại trái cây rất giàu các vitamin B1, B2 và B3. Bên cạnh đó, thứ quả này còn có khả năng kích thích hệ thống miễn dịch và phòng tránh nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là nồng độ chất chống oxy hóa có trong bột quả khá cao, giúp bảo vệ các mô của cơ thể. Cherimoya. Quả Cherimoya thuộc họ Na, có nguồn gốc từ dãy núi Andes giữa Argentina và Chile. Cherimoya là một trong những trái cây hiếm, được trồng chủ yếu ở Nam Mỹ. Quả xanh có hình dạng hình bầu dục và nặng khoảng 500 gram. Cơm quả Cherimoya mềm ngọt, có vị lai dịu dứa và chuối. Cherimoya chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và khoáng chất tốt cho cơ thể. Trong y học, quả Cherimoya dùng để loại bỏ các yếu tố độc hại có trong cơ thể bệnh nhân. Ngoài ra, nó cũng giúp điều chỉnh huyết áp và cân bằng tốt nhịp tim. Tiếp tục đó chính là măng cụt. Măng cụt là một loại quả nhiệt đới thuộc họ bứa, có nguồn gốc ở Mã Lai và là một loại trái cây phổ biến ở Đông Nam Á. Tại Việt Nam có những vườn măng cụt cả trăm năm tuổi được người dân lái thiêu ở tỉnh Bình Dương bảo tồn. Măng cụt khi chín, vỏ màu đỏ sẫm dày cứng, phía dưới có lá đài, phía đỉnh có đầu nhụy. Trong quả trung bình có 6 hạt, quanh hạt có áo hạt ăn được. Vị chua ngọt thanh thanh, hương thơm nhẹ. Quả măng cụt có chứa hàm lượng xanthon cao nhất, có tác dụng chống viêm và vi khuẩn, ngăn ngừa ung thư. Dược tính có trong thứ quả này còn được ứng dụng trong việc phòng ngừa nhiều bệnh khác như là tim mạch, tiểu đường, tiêu chảy, các vấn đề tiết niệu và kích thích hệ thống miễn dịch. Trái cây macro. Trái cây macro còn được gọi là trái cây kỳ diệu. Loại trái cây này màu đỏ, có nguồn gốc ở rừng nhiệt đới Tây Phi. Thành phần Macra-cullin, glycoprotein trong quả macro có thể biến đổi mọi hương vị thức ăn từ chua, chát, đắng thành ngọt. Trong khi đó, vị quả của macro ngọt, chua, đắng lẫn lộn như mùi vị của trái nam Việt Quốc. Trong lĩnh vực y tế, các bác sĩ sử dụng hiệu ứng ngọt của thứ quả này lắp vị kim loại trong miệng của bệnh nhân ung thư do hóa trị liệu, đồng thời kích thích vị giác của họ. Ngoài ra, nó cũng là một món thay thế đường cho bệnh nhân tiểu đường hoặc là những ai ăn kiêng. Ở Việt Nam, loại quả này được gọi là trái thần kỳ, đã du nhập và được nhân giống khoảng chục năm trở lại đây. Sầu riêng theo mùa được mệnh danh là vua các loại trái cây trên khắp các nước Nam Á. Loại quả này có nguồn gốc từ Indonesia và Malaysia, còn tại Việt Nam nổi tiếng nhất là ở vùng Cái Mơn, Bến Tre. Sầu riêng có vỏ dày với lớp gai nhọn, khi chín cơm, quả màu vàng tươi, mùi đông đặc trưng. Tuy nhiên vì quá nồng, loại quả này bị các quốc gia như là Singapore, Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản cấm mang đến những khu vực công cộng. Sầu riêng được đánh giá là một loại trái cây giàu dinh dưỡng với hàm lượng kali, sắt, đồng và các loại vitamin đáng kể. Nó giúp kiểm soát huyết áp, điều hòa nhịp tim và đặc biệt là ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra, sầu riêng còn được thưởng thức như là một loại thực phẩm giải khát tức thời nhờ các loại đường đơn giản. Dưa chuột có sừng ở châu Phi. Dưa chuột có sừng châu Phi hay còn gọi là Kiwano được liệt vào danh sách các loại trái cây lâu đời nhất thế giới. Theo ghi chép, loại quả này đã có mặt 3.000 năm trước tại châu Phi, phát triển chủ yếu ở Nam Phi, California của Mỹ và New Zealand. Có biệt danh là dưa có sừng bởi loại quả khi chín có màu vàng, một nhiều sừng lõm dởm, trong khi ruột dưa có màu xanh với vị chát. Vị của loại trái cây này được cho là có sự kết hợp của chanh, chuối và dưa chuột. Trong thực tế, loại dưa này được coi là thức ăn truyền thống, bảo đảm an ninh lương thực của châu Phi. Nước ép của nó có tác dụng làm giảm nồng độ axit và bệnh chàm trong cơ thể. Ngoài ra, ăn nhiều dưa chuột cũng giúp lợi tiểu, giải quyết vấn đề tiết niệu và điều chỉnh huyết áp. Nho thân gỗ. Nho thân gỗ tên khoa học là Plinia Cauliflora hay là Jabuticaba, được tìm thấy ở các nước Nam Mỹ như là Brazil, Paraguay và Argentina. Thay vì mọc trên giàn leo, quả nho mọc thẳng trên thân cây gỗ. Ban đầu quả có màu xanh rồi chuyển sang màu hồng và khi chín thì có màu tím mọng nước. Lớp thịt bên trong nho thân gỗ màu trắng rất thơm và ngọt. Loại trái cây này được sử dụng chủ yếu trong các sản phẩm như là nướng, mứt và rượu vang. Nó cũng có thể chữa lành các bệnh như là tiêu chảy và bệnh hen suyễn. Các nhà khoa học cho rằng nho thân gỗ có thể chữa được một số bệnh ung thư và họ đang tiếp tục tiến hành nghiên cứu kỹ hơn về dược tính của loại quả đặc biệt này. Tầm bóp còn được gọi là cây lồng đèn hay là cây thù lù canh, thuộc họ Ca và có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ. Sau trở thành liên nhiệt đới, tại Việt Nam không biết du nhập từ bao giờ nhưng thấy một khoang khắp nơi, ở trên các bờ ruộng bãi cỏ, đất hoang hay là ven đường làng quê. Kích thước quả nhỏ hơn cà chua, da mọng tròn, nhẵn, được bao trùm bởi lớp cỏ trong có gân. Tầm bóp có vị trắng, tính mát và không độc. Đây là một trong những loại quả mang nhiều dược tính thiện, được sử dụng như một loại quả mộc đặc biệt trong một số bài thuốc cổ truyền. Tính bình mát của quả có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, chữa trị các chứng bệnh như là cảm sốt. Thường xuyên ăn tầm bóp cũng kích thích hệ thống miễn dịch của bạn. Chôm chôm. Trái chôm chôm có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á, được người dân Malaysia đặt tên là rambut, nghĩa là sợi lông. Quả chôm chôm khi chín, lớp vỏ có màu vàng cam, đỏ tùy theo loại. Thịt quả màu trắng vì ngọt ngào và pha lẫn chút chua. Cây chôm chôm thích ứng ở vùng đất không ngập nước, nên tại Việt Nam chôm chôm được trồng chủ yếu ở các tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai, Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Theo những nghiên cứu gần đây, chôm chôm rất giàu vitamin C, đồng, mangan và các nguyên tố khoáng vi lượng như là kali, calcium, sắt. Đặc biệt chôm chôm thì có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch, chống mệt mỏi, giảm đau, bệnh về nướu. Ngoài ra, chất xơ có trong loại quả này giúp cơ thể dễ dàng loại bỏ chất thải, ngăn ngừa viêm ruột thừa, sỏi thận, trĩ và ung thư ruột già. Quả Ake. Ake là một trong những loại quả trái cây quý hiếm nhất thế giới, có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Tây Châu Phi. Ake thuộc hạ Sapindaceae, họ bồ hòn, đồng thời là loại quả quốc gia của Jamaica. Quả Ake khi mà chín thường chuyển từ màu xanh sang màu vàng cam rồi nứt ra để lộ ba hạt đen lớn, bóng bẩy bao bọc bởi lớp thịt mềm mịn, xốp, có màu trắng hoặc vàng. Ở các nước như châu Phi, Ake được sử dụng để ăn kèm với các món rau. Loại quả này có tác dụng loại bỏ cholesterol và axit béo nên được các nàng yêu chuộng như một loại thực phẩm giảm cân. Tuy nhiên, hạt Ake lại chứa chất độc hydroflexin và đây cũng là lý do tại sao Hoa Kỳ cấm nhập khẩu các loại trái cây Ake. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.